Nam. Từng đoàn quân đi đem mùa xuân về với dân tộc. Mùa xuân 68 bài hùng ca giải phóng miền Nam. Nhân kỷ niệm 50 năm cuộc tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân năm 1968, tối qua tại Phù Điêu 68 Dũng Sĩ, phường Nguyễn Nghiêm, thành phố Quảng Ngãi, thành đoàn phối hợp với Hội Cựu Chiến binh thành phố Quảng Ngãi tổ chức chương trình giao lưu âm vang 50 năm cuộc tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân năm 1968. Trong không khí trang nghiêm tại Phù Điêu 68 Dũng Sĩ, phường Nguyễn Nghiêm, thành phố Quảng Ngãi, đoàn viên thanh niên Hội Cựu Chiến binh thành phố Quảng Ngãi đã đặt vòng hoa dâng hương tưởng niệm những anh hùng đã ngã xuống trong cuộc tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968. Tại buổi giao lưu, các đại biểu đã cùng nhau ôn lại truyền thống đấu tranh anh hùng của quân và dân miền Nam nói chung và Quảng Ngãi nói riêng trong cuộc tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968. Qua đó khẳng định vai trò lãnh đạo của Đảng, Bác Hồ trong lịch sử đấu tranh giải phóng dân tộc và trong công cuộc đổi mới đất nước, khơi dậy niềm tự hào dân tộc, lòng biết ơn của thế hệ hôm nay với những người đã ngã xuống cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất Tổ quốc. Tại buổi giao lưu, các đại biểu và các bạn trẻ đã được gặp gỡ giao lưu với cựu chiến binh Phan Thanh Hiệp và cựu chiến binh Thiều Quang Lĩnh, những người đã trực tiếp tham gia vào cuộc tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968 trên địa bàn Quảng Ngãi. Với tinh thần tổng tiến công và nổi dậy, quân và dân trong tỉnh đã chiến đấu kiên cường, cơ động đánh chiếm các mục tiêu của địch. Dịp này, thành đoàn Quảng Ngãi đã trao tặng 23 suất quà cho các gia đình chính sách, thương binh, bệnh binh, những người có công với cách mạng đã anh dũng hy sinh vì nền độc lập tự do của dân tộc. Thưa quý vị, vào những năm 50 của thế kỷ trước, những người dân miền Trung, chủ yếu là Quảng Nam và Quảng Ngãi vào Nam lập nghiệp đã chọn khu vực Bảy Hiền làm nơi bám trụ, chủ yếu bằng nghề dệt vải. Khoảng năm 1960, Bảy Hiền có hơn 4.000 dân sinh sống, trở thành khu dân cư vùng ven mới của Sài Gòn. Ngã tư Bảy Hiền là cửa ngõ trấn thủ quan trọng để vào nội thành, nên chế độ Sài Gòn bố trí dày đặc các căn cứ quân sự, trại lính tại đây. Từ đó, khu dân cư Bảy Hiền nằm lọt thỏm trong lòng địch. Nhưng ngọn lửa cách mạng vẫn âm ỉ cháy. Người thì có thân nhân đi kháng chiến, người thì trốn quân địch, tức không đi lính chế độ cũ, chạy vào đây, nên ai cũng đều một lòng hướng về cách mạng, che chở cho những đơn vị cán bộ cách mạng về đây hoạt động. Để chuẩn bị cho tổng tiến công nổi dậy Tết Mậu Thân năm 1968, Bảy Hiền là nơi được chọn để làm trạm trung chuyển vũ khí đạn dược từ Củ Chi vào nội thành. Sau đợt 1 của tổng tiến công và nổi dậy Mậu Thân 1968, ngay trong lòng Bảy Hiền, lần lượt các cơ sở của ta được hình thành và bám trụ hoạt động như Phụ Vận, Binh Vận, Trí Vận, Tuyên Huấn Y4, Thành Đoàn, Quân Báo J90, An Ninh T4, Điệp Báo A10, Biệt Động Thành 90C, Cơ sở HT159, vân vân. Bà con ở nơi đây thì là có truyền thống về cách mạng. Vì truyền thống về cách mạng, tại sao về truyền thống về cách mạng? Vì là ở miền Trung người ta đã theo cách mạng rồi, ta vào đây, rồi ta tấn cư vào đây, ta hình thành, thì ta là tiếp tục theo cách mạng. Lúc Mậu Thân là tôi từ ở chiến khu về, từ chiến khu đưa ra và tôi đi vào đợt 1 của Mậu Thân 1968. Sau đợt 1 1968 thì tôi trụ lại ở trong lòng thành phố Sài Gòn và được đưa về nghĩa là khu ngã tư Bảy Hiền. Với chức danh lúc bây giờ là tôi làm đội trưởng đội võ trang tuyên truyền của khu tuyên huấn khu Sài Gòn Gia Định. Đội của chúng tôi thì làm nhiệm vụ duy nhất là dịch ác phá kèm, hỗ trợ cho cái vùng này nổi dậy và làm chủ tình hình để có được một vùng căn cứ cách mạng. Còn tại cái vùng này đó thì cũng có một cái lực lượng tại chỗ do anh Bốn Trữ lúc bây giờ là anh lãnh đạo. Và bà con ở vùng ngã tư Bảy Hiền lúc giờ phần lớn là người ở Quảng Nam, Đà Nẵng, nghĩa là từ Quảng Nam, Đà Nẵng vào trong này sinh sống chủ yếu là bằng cái nghề nghĩa là dệt. Có những lần là tôi tiếp nhận vũ khí từ Củ Chi xuống, khi đó tôi mới 17 tuổi, tôi đi bán cà rem
Vũ khí thì cái thùng cà rem tôi làm hai đáy. Vũ khí tôi để ở dưới, sau đó tôi để miếng mốt lên trên. Đó. Rồi là tôi mang đi. À, tôi giao cho các cái cơ sở để mà đi diệt ác ôn, để mà anh em có lấy vũ khí đó để là làm nhiệm vụ. Đây là cái nhà của bà Mười Thọ. Đây là anh Hoàng, con của bà Mười Thọ. Và cái nhà này hồi xưa cũng là của nhà mà tôi làm giao liên. Tôi luôn luôn tôi tới lui ở đây. Còn anh đây anh Lê, con của ông Phương. Mà con ông Phan Văn Phương á, ông này cũng là chiến sĩ biệt động. Mà cũng về đây cùng với ông Dự, cha của ông Hoàng này đây. Đó. Và ông cũng đi chiến đấu ngay cái ngày mùng 1 Tết Mậu Thân và hy sinh ngay tại thời điểm đó. À, thì cùng một thời điểm. Ông này là con của ông và ông này cũng con duy nhất thôi. À, và ông này là ông Nguyễn Hồng Giáo, cũng người cơ sở cách mạng hoạt động tại đây. Xin giới thiệu. Trong chiến dịch Mậu Thân thì nói chung á thì Bãi Hiền là một cái đường dây, là có một cái lộ trình tất cả anh em các đơn vị mà vào thành đều cũng phải qua cái lõm Bãi Hiền, cho nên nhiều đồng chí lãnh đạo của khu ủy Sài Gòn cũng về nằm tại Bãi Hiền để rồi trực tiếp vô thành để lãnh đạo phong trào quần chúng để chuẩn bị cho cái đợt tổng tiến công và nổi dậy. Mậu Thân năm 68 thì phải nói rằng quân của chúng ta từ ngoài đánh vào cũng khá lớn, cũng đông. Thế nhưng mà nếu mà so cái tiềm lực của quân đội mình với lại quân đội Ngụy đó thì mình chỉ chiếm bằng 1/8 thôi. Mình chỉ bằng 1/8 thôi. Nhưng mà tại sao mình làm được những cái chuyện động trời thì tôi cho rằng chính là ở lòng dân, là ở người dân. Dân sẵn sàng làm tất cả những cái công chuyện là bảo vệ, che chở, cung cấp đạn dược, cung cấp thực phẩm, lương thực thực phẩm và cung cấp kể cả con em của mình. Nghĩa là cho sẵn sàng cho con em của mình đi tham gia cách mạng để mà cho nghĩa là bộ đội thực hiện cái nhiệm vụ của mình, để cho cán bộ cách mạng thực hiện nhiệm vụ của mình. Mà khi họ tin thì họ tin tuyệt đối. Sau Mậu Thân 1968, nhân dân Bãi Hiền được biết đến như một chỗ dựa an toàn cho lực lượng cách mạng. Chính quyền Sài Gòn ra sức khủng bố muốn xóa trắng vùng căn cứ cách mạng này, nhưng bất thành. Và Bãi Hiền thật sự đã trở thành một vùng lõm chính trị huyền thoại, một biểu tượng sức mạnh của chiến tranh nhân dân.